nghệ thuật tạo sơn, tiểu cảnh sân vườn, hồ coi và hòn non bộ. Công Tiến xin được kính chào quý khán giả. Và kính thưa các anh chị, hôm nay Công Tiến xin được tiếp tục chia sẻ cho các anh chị về một tác phẩm nữa tại đất Quảng Yên của Quảng Ninh, Việt Nam chúng ta. Và tiếp tục, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2020. Công Tiến lại một lần nữa đủ duyên về được tới thị xã Quảng Yên của Quảng Ninh để thi công tiểu cảnh hòn non bộ cho gia đình anh Hùng ở tại thị xã Quảng Yên. Bây giờ Công Tiến sẽ đi lại chi tiết để cho các anh chị cảm nhận được về các hạng mục trong tiểu cảnh lần này. Và hòn non bộ kỳ này của Công Tiến là một trong những tác phẩm mini sở hữu một chiều cao 3m2 và nằm trong diện tích của cái bể 7m2. Thưa các anh chị, đây là một tác phẩm mini nhỏ xinh thôi, thế nhưng cũng đạt được rất nhiều các cái tiêu chuẩn, tiêu chí về tỷ lệ bố cục, chất liệu với chiều cao lên tới 3m2. Thì tác phẩm này rất tỷ lệ hài hòa với diện tích của góc sân, phần tiết diện mặt nước trong cái bể này vào khoảng 7m2. Công Tiến xin đi lại gần chi tiết để cho các anh chị cảm nhận về tỷ lệ bố cục. Tác phẩm của chúng ta đang được hình thành, cũng sắp xong rồi, lên tới 80% rồi. Anh em trong đội đã hoàn tất nốt công đoạn cuối cùng, đó là trang trí phần cây cũng như là phụ họa các chi tiết con giống. Đây là chất liệu đá đen được quy về hành thủy, Công Tiến làm cho gia chủ. Anh Hùng này thì sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý, ngũ hành tương sinh, thủy sinh cho mộc. Phía bên trong đây là hòn non bộ thổ công ở giữa với một khối nguyên bản. Viên đá ở giữa là một viên đá lũa nghệ thuật rất đẹp, hoàn toàn là nguyên thủy tự nhiên một khối. Các anh chị có thể cảm nhận được cách sắp đặt tỷ lệ hài hòa giữa bệ thân. Phía bên đây là hòn thanh long bên trái, chất đá lũa kết hợp với phần bệ, tỷ lệ hài hòa tạo lên cho tác phẩm của chúng ta một sự tương thích rất là hài hòa với không gian nhỏ xinh của nhà anh Hùng. Và phía bên đây là hòn bạch hổ. Tỷ lệ của tác phẩm này rất trau chuốt, hài hòa với không gian thực tế của gia chủ. Phía bên dưới đây là phần bệ của tác phẩm. Các bác có thể cảm nhận thấy được phiến đá ngẫu hứng tự nhiên tạo ra một cái cầu lối giữa thanh long và bạch hổ, rất là nghệ thuật tinh tế. Công Tiến nhận tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh sân vườn khắp đất nước Việt Nam. Các anh chị có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh sân vườn hồ coi, xin liên hệ theo số điện thoại 0982 519933 để được Công Tiến tư vấn. Anh em của Công Tiến đang cố gắng hoàn tất công đoạn cuối cùng. Thưa quý vị, bây giờ cũng đã là 12 giờ trưa rồi, ngày mùng 8 tháng 6, giữa mùa hè rất là nắng nóng. Nhưng với sự hăng say, khi tác phẩm của Công Tiến đã hoàn tất được 80% rồi, anh em vẫn còn đang hoàn thiện nốt một vài chi tiết trang trí phụ họa, gắn thiết bị cũng như là ký cây và con giống cho tác phẩm nghệ thuật này. Đây, phía bên dưới đây là phần hồ thủy sinh với diện tích là 7m2 thôi.
Tác phẩm của chúng ta cũng đã toát lên được một sự hài hòa tỷ lệ giữa núi và phần tiết diện phía dưới. Với diện tích này thì gia chủ cũng có thể nuôi được cá coi Việt. Vâng. Tổng trữ lượng nước đây sẽ vào khoảng 5 khối. Với 5 khối nước này thì cũng có thể đủ cho gia chủ nuôi được một đàn cá coi Việt. Sự kết hợp hài hòa tinh tế giữa tỷ lệ của thân bệ cũng như hệ thống cây xanh điều phối lên tác phẩm mà tạo cho chúng ta một cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Những viên đá nghệ thuật được khai thác từ trên những đỉnh núi cao rất là đen bóng, đá được quy về thành thủy, thủy sẽ sinh cho mộc. Với những gia chủ sinh năm 1958, 1959, 1972, 1973, 1988, 1981, 1980 thì chất liệu đá này được quy về hành thủy, thủy sẽ sinh cho mộc. Công tiến nhận thi công tiểu cảnh sân vườn Hòn Non Bộ trải dài khắp đất nước với rất nhiều các mẫu đá, các chất liệu khác nhau. Các anh chị có nhu cầu để tư vấn xin liên hệ theo số điện thoại 0982 519933 để được tư vấn. Vâng, thưa quý vị, đây là phía bên ngoài của bể. Phần thành bể được xây khỏi mặt nền lên tới 50 cm và được sử dụng đá cuội suối trang trí rất là tinh tế tự nhiên. Cuội suối cũng là một nguyên liệu do thiên nhiên ban tặng cho con người, nhưng với những đôi bàn tay nghệ thuật phải có con mắt thẩm mỹ khéo léo bằng đôi tay thì mới có thể gắn lên và cho ra những sản phẩm dí dỏm như thế này. Phần bờ bên ngoài của thành bể được gắn đá cuội suối rất là đẹp. Có một điều gì đó rất lạ lẫm cuốn hút trong cái bờ phía bên ngoài bể. Thành ngoài của bể cũng được xây rất là mềm mại, nghệ thuật. Chúng ta cảm tưởng như một dải lụa hay một con suối uốn lượn. Với tác phẩm nghệ thuật như thế này, với diện tích bể 8 đến 10 mét vuông và chiều cao cơ sở tổng thể của tác phẩm Hòn Non Bộ lên tới 3,2 m, tương đương với 6 khối đá, các anh chị có thể chỉ bỏ ra 80 triệu là đã có thể sở hữu được tác phẩm nghệ thuật này rồi. Với số tiền 80 triệu, công tiến xác nhận tư vấn thiết kế và thi công cho các anh chị từ phần bể, tức là từ khâu đan sắt, đổ bê tông, xây thành cũng như toàn bộ nguyên liệu phụ kiện chọn gói để thành phẩm lên một tác phẩm như thế này. Mức đầu tư cực kỳ hấp dẫn, 80 triệu đồng. Các anh chị có nhu cầu xin liên hệ cho công tiến theo số điện thoại 0982 519933. Các anh chị có thể thắc mắc tại sao còn một vài những cái cây que để chống ở trong những viên đá, thì thưa các anh chị là tác phẩm của chúng ta vừa được thi công xong hết ngày hôm nay. Khi những viên đá liên kết với nhau cứng thì những cái que này sẽ được gỡ bỏ ra, và đến lúc đó tác phẩm của chúng ta sẽ rất đẹp. Đá hộp tự nhiên thuộc về hành thủy, sau khi có nước lên thì tác phẩm này sẽ nhuốm một màu đen rất huyền bí. Tạm thời tác phẩm của chúng ta được hoàn tất tới 80%. Trong khoảng 2 tiếng nữa thì tác phẩm này chính thức hoàn tất và được bàn giao cho gia chủ.